Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề lối sống tối giản. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn. Sống tối giản tức là không mua nhà, không mua xe, không xài điện thoại, tivi, laptop. Sở hữu càng ít càng tốt, không sở hữu gì lại càng tốt. Bình tĩnh, I'm joking. Đối với mình, minimal lifestyle là less is more, là sở hữu vật chất ít nhưng hạnh phúc nhiều, là tập trung vào những thứ thực sự quan trọng với mình, là đơn giản hóa cuộc sống nhưng khiến nó trở nên ý nghĩa hơn. Cơ duyên đến với minimal lifestyle. Khi mới đến Đức, mình sống ở một thị trấn nhỏ xinh, Maaskaden. Sau đó một năm thì mình chuyển lên Cologne. Trong quá trình chuyển đi, mình gặp sự cố với hành lý và tất cả những gì mình có lúc đó nằm vỏn vẹn trong cái vali, gồm một cái chăn mỏng, vài bộ đồ, một đôi giày, vài quyển sách yêu thích, một cái nồi, một cái chén, một cái dĩa, một ít đũa muỗng. Suốt hơn 4 tháng cho đến trước khi mình lấy được số hành lý còn lại, mình chỉ sử dụng những món đồ kể trên, cộng thêm vài cái tô đĩa bạn bè tặng thêm, một tấm bảng ghi visugon và một cái máy uống tóc để nhựa. Trong suốt 4 tháng đó, mình nhận ra rằng mình hoàn toàn sống tốt mà không cần tới số hành lý còn lại, thậm chí còn tốt hơn trước kia nhiều. Từ đó mình quyết định duy trì lối sống này. Khi chuyển đến Ý học 4 tháng, tất cả những gì mình mang cũng chỉ gói gọn trong một cái vali và không sắm gì thêm ngoài một đôi giày và chậu cây xương rồng. Ôi, mình hưởng được lợi ích gì từ lối sống này ư? Tiết kiệm tiền. Mình tiết kiệm được những khoản tiêu không cần thiết ấy để chi trả cho những thứ quan trọng và đem lại niềm vui thực sự cho mình, như đi chơi với bạn bè, gia tăng thêm trải nghiệm và làm giàu kỷ niệm, mua sách, cây hoa, nến, từ thiện. Mình giúp ích được cộng đồng và môi trường. Tiêu thụ ít cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu rác thải cho môi trường. Những gì mình không cần, mình đem quyên góp hay tặng cho những người bạn nào cần cũng là cách để giảm thiểu lãng phí. Khi trong nhà ít đồ đạc hơn, nhìn nhà mình rộng rãi hơn, gọn gàng hơn, tâm trí mình từ đó cũng thoáng đãng hơn, ít căng thẳng và làm việc hiệu quả hơn. Hơn thế, mình giảm thiểu được thời gian dọn dẹp cho nhà con cái, gì mấy đâu mà dọn, và giảm thiểu thời gian lướt shopping, mua sắm online cũng đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian cho những việc quan trọng khác. Từ đó một ngày của mình cũng trở nên năng suất. Mình từng là một người nghiện mua sắm quần áo và mỹ phẩm. Rất nhiều lần mình hứng lên mua những cái đầm, cái áo mà mình chưa mặc đến 5 lần trong đời. Và cũng rất nhiều lần mình bỏ tiền mua những hũ kem dưỡng da khi nghe review tốt về nó, trong khi hũ kem hiện tại còn đầy ắp. Bởi sẽ chẳng bao giờ có một con số giới hạn cho những thứ mình muốn, và những thứ mình muốn đó mình thật sự cần. Bây giờ thì mình đã được giải phóng khỏi cái bẫy Exclusively Cosmic Kitchen. Tập trung vào những thứ quan trọng. Vì lúc này trong nhà mình chỉ còn lại những thứ mình thật sự cần và đem lại niềm vui cho mình khi sử dụng. Mình biết trân trọng nó, sống chánh niệm hơn và thích thú những món đồ quan trọng đó. Biết học cách từ bỏ. Từ bỏ những thứ không cần thiết, giữa trong tủ quần áo, trong hộp bàn, trong giỏ sách, trong bố và thậm chí trong trái tim. Vì có những thứ và những người mà mình cần giữ sẽ càng kìm kẹp mình trong cảm xúc tiêu cực, rồi lại kìm hãm mình phát triển, gia tăng hạnh phúc. Tất nhiên là mình sẽ hạnh phúc hơn khi cảm thấy tự do, khi không phải đè lên mình gánh nặng phải sở hữu nhiều thứ vật chất, khi tâm trí mình được thông thoáng, đầu óc làm việc hiệu quả và chất lượng cuộc sống của mình được cải thiện. Mình chia sẻ ở đây không phải để khoe khoang lối sống, vì có những lúc mình làm tốt và vẫn có những lúc mình làm chưa tốt. Nhất là những hôm bận thi cử hay đi làm thêm đến giữa đêm thì chỉ muốn lăn ra ngủ để đại mọi thứ một nơi không buồn sắp xếp. Thật ra ý của mình ở đây, việc mình duy trì lối sống này phần lớn thời gian đã giúp mình kiểm soát được đồ vật mình có, biết ơn và cảm thấy vui khi có chúng ở trong nhà.
bởi vì chúng là những đồ vật quan trọng nhất còn sót lại sau khi mình dọn dẹp và loại bỏ hết những thứ không cần thiết. Các bạn hãy thử tư tưởng mà xem, các bạn có thấy hạnh phúc không khi bao quanh không gian sống của bạn đều là những thứ thật sự quan trọng và khiến bạn vui. Tất nhiên là các bạn có quyền tự do lựa chọn cho mình một phong cách sống phù hợp, miễn sao các bạn cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa là được nhé. Đó là những chia sẻ của một bạn sinh viên du học ở Đức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi trong chủ đề lối sống tối giản hôm nay. Nếu như các bạn thích những chia sẻ của tôi, xin vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ giùm tôi. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.